Bây giờ hôm nay tôi sẽ nói về cái chủ âm đô trưởng. Thì một cái bài nhạc không thăng giáng ấy, nó gồm có là hai chủ âm. Nếu như bài nhạc đó kết thúc bằng nốt đô thì nó là chủ âm đô trưởng. Và nếu như bài nhạc đó nốt cuối cùng nó kết bằng nốt la thì đó là chủ âm la thứ. Mà chúng ta thường biết rằng á là cái nhạc trưởng á thì bao giờ thường thường đó, nó vui nhộn. Còn cái nhạc thứ á, thì nó buồn, nó tha thiết, nó một cái vẻ gì ủy mị, buồn. Thì tôi đã nói từng lần trước trong bảy nốt nhạc thì chúng ta nên nhớ là đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Rồi quay lại cái chu kỳ của nó là đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Có nghĩa là nó thêm một cái tuần hoàn. Cứ bảy nốt nhạc đi. Đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô. Đi ngược lại thì đô, si, la, son, pha, mi, rê, đô. Bây giờ chúng ta sẽ xem đó. Nó như thế này. Bây giờ nó nhận nó đi. Chúng ta phải nhớ nè. Nè. Fa son la si do do si la son fa mi re do. Đây là chủ âm đô trưởng, đúng không? Thì chủ âm đô trưởng là chúng ta nghe cái âm thanh của nó, nó gọi vui nhộn, đúng không? Nhưng mà chủ âm la thứ thì nó buồn. Vì bây giờ chúng ta nghe một cái bản là bài tập đầu tiên khi bắt đầu đánh một bài nhạc là để cho nó thuộc bảy nốt nhạc, bài nhạc của Mozart. Thiên tài Mozart sáng tác bản nhạc này có lúc mà ông ta còn bé đó. Bản nhạc thì tôi cũng quen tên rồi nhưng mà cái tựa đề nó như thế này: Do Do Re Mi Fa Son La Si Do La Si Do La Son Son Fa La Re Fa Mi Son Do Mi Re Fa Si Re Re Do Do Re Mi Fa Son La Si Do La Si Do La Son Son Fa La Re Fa Mi Son Do Mi Re Fa Fa Si Re Các bạn ơi, thì chúng ta thường biết rồi đó, con người ai cũng có một cái sự đam mê. Thường thì cái người mà họ có một cái thú đam mê, người thì đam mê về thể dục thể thao, người thì đam mê về âm nhạc, người thì đam mê cờ bạc. Nhưng mà có cái người mà chúng ta biết rằng á, cái âm nhạc đó, nó có một cái sức mạnh kỳ lạ. Khi mà chúng ta đã thích nó rồi, yêu nó rồi, nếu chúng ta chơi đàn mà chúng ta như nhập tâm vào á, mà tôi nói đánh đàn đó là đừng có đánh đàn mò nhé, chúng ta phải biết nhìn nốt nhạc mà đánh, chúng ta sẽ thấy có một sự hứng thú lạ lùng. Rồi á, khi mà bạn đã đi vào á, nhập tâm rồi đó, khi bạn đánh một bản nhạc á, giống như bạn trải lòng mình vô trong cái bản nhạc đó. Và có những người mà họ đánh bản nhạc á, giống như là xuất hồn. Lúc đó thì thấy như là nhìn cái người họ á, nó như một cái vẻ con người mà đam mê âm nhạc ấy, thì họ sống ấy, chúng ta thấy có vẻ như cuộc sống nó phong phú hơn. Đó là lời nói của những nhà khoa học. Thường người ta nói là những em bé mà khi nó nằm ở trong bụng mẹ, khi được nghe nhạc của thiên tài Mozart thì những đứa bé nó lớn lên nó sẽ rất là thông minh. Nghe từ trong bụng mẹ ấy, chứ không phải là nó là sanh ra đầu nó mới nghe. Mà chúng ta biết rằng á, nhạc sĩ thiên tài Mozart khi mà còn bé, vì cha ông ta là một nhà nhạc soạn nhạc chơi ở nhà thờ, mà hồi đó mỗi lần á ông ta mà cứ nằm trong môi mà ông khóc á, thì chỉ cần cha ông dọa tiếng đàn piano là tự nhiên ông im bặt và ông há quát mồm ra, giống như ông nuốt lấy cái lời nhạc. Mà chúng ta biết Mozart 3 tuổi là đã biết ngồi lên đánh lên bàn phím piano rồi, phải không? Rồi tới 5 tuổi là đã biết soạn nhạc rồi. Rồi một lần mà Mozart đi đến nhà thờ để dự lễ, mà trong nhà thờ đó có một cái bản nhạc là Xin Chúa Rủ Lòng Thương. Và người ta nói rằng cái bản nhạc đó là không được sao lại, không được chép lại và không được ai đem ra khỏi nhà thờ.
Nhưng mà cậu bé Moza này khi vào trong nhà thờ á, nghe nhạc trỗi lên và người ta như một người á, là mộng du đi về nhà, về nhà và tự nhiên ngồi xuống lấy cái viết ghi là tất cả những nốt nhạc trong cái bản nhạc mà xin Chúa rủ lòng thương, và cậu ta chơi tiếng piano. Người dân xung quanh họ giật mình, họ đi báo với linh mục, báo với lại ông cha nhà thờ đó, thì cái tội ngày xưa mà nếu đưa bản nhạc ra nhà thờ là xét xử tội là treo cổ. Nhưng mà khi á mưa ra tới và trình bày là chỉ nghe một lần rồi thuộc, chỉ nghe rồi ghi lại nốt nhạc, và không ngờ linh mục đó lại ôm chầm lấy môi da và nói một câu như thế này: ôi bậc thầy của ta, môi da là hiện thân của Đức Chúa Trời ban cho trần thế. Bản nhạc này chúng ta thấy bản nhạc của môi da, bản nhạc đầu tiên mà ông ta sáng tác đây. Nhạc không thăng dáng, nếu mà la thứ á, thì nó gồm có là mi bảy và rê thứ. Mi bảy và rê thứ. Còn đối với bài nhạc đô trưởng, chủ âm kết bằng nút đô thì nó được đô trưởng như tôi vừa đánh đó. Thì đô trưởng này á, nó sẽ có là xôn bảy, xôn bảy và pha trưởng. Đó là cái của nó, là nó đi 1-4-5, chúng ta nhớ vậy, chúng ta cứ tính theo cái chu kỳ của nó 1-4-5. Thì bao giờ các chủ âm của nó, vì như là nút la, la thứ thì nó có mi la đô, đó là ba nút chính, đó. Hay là rê thứ thì nó sẽ có rê pha la, vân vân. Giờ chúng ta cứ nhẩm đi lại cho thuộc, đó là rê mi fa son la si do la si do la son son fa la re fa mi son do mi re fa si re do. Tôi chỉ là một người cũng đam mê âm nhạc, tôi muốn trình bày cái nguyên tắc cơ bản, những gì tôi biết. Còn tôi không bao giờ dám múa rìu qua mắt thợ, và tôi cũng không bao giờ nói mình đã không ngăn ai. Cho nên khi mà tôi phát ra cái lời này trên YouTube, nếu có gì sơ sót thì xin những bậc cao thủ, những bậc cao minh, những người mà từng chơi âm nhạc, từng soạn nhạc, những người mà đã có cái trình độ cao nhất định thì xin hãy thông cảm. Vì đây là cũng muốn trao đổi, học hỏi, và cũng muốn dù sau nữa là đừng có để cho cái đàn guitar nó thất truyền. Vì thật sự ngày xưa âm Việt Nam á, chúng tôi rất là mê classic, độc táo á, nhạc cổ điển á. À, như mấy cái bản nhạc của Đỗ Đình Phương như là Con Thuyền Không Bến, hay là Giọt Mưa Thu, hay là Đêm Đông, hay là Romeo and Juliet, những cái bản đó, hay là cái bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn mà Đỗ Đình Phương soạn, thì đánh thuộc lòng. Cho nên nó đam mê một cách kỳ lạ như vậy á. Thì nếu như những lời tôi nói ra đây có cái gì sơ sót thì xin những người hiểu biết, tôi xin tha lỗi, tôi thì không dám múa rìu qua mắt thợ. Lần tôi xin cảm ơn.